qua nhiệt tình được. Em đúng có rồi, pin để trụ vững hai ngày nay không? Chị có hay make up khi đi diễn không? Rất hay hả? Chị có thích cái cảm giác được toàn mân mê. Đẹp trai luôn. Ngày nào mà đi diễn là cũng make up này không hả? Đấy, đây là trai thẳng nói là ngày nào mà make up này thì cũng là không chịu được. Còn riêng Tín à, rất thích việc này. Đấy, ăn nó sẽ lớn. Đang chờ thông dây để vì thay bằng mixer mới nên là sẽ chờ Ben sẽ sao check này, xem thông dây từng đường dây một, và Hương cũng phải check lại EQ rồi check lại âm thanh của bản thân mình rồi in-ear, sau đấy thì mới bắt đầu có thể quay được. Và mỗi một cái live như này nó rất là khác với những cái live bình thường, là mình thực sự là mình phải dây dợi tùm lum tất cả mọi thứ, nó rất là nhiều bên phải kết nối với nhau, không phải chỉ đơn thuần là mình bật nhạc lên cho mình đứng mình quay mình giả vờ là mình đẹp đây chẳng hạn thế, mà đây thực sự là mình phải hát và phải cùng với cả mọi người lấy cái chất này, và mọi thứ nó rất là giống như là một cái sự mà phải là đúng, không thể sai được, nếu mà sai thì sẽ hỏng, một bất cứ một cái mắt xích nào sai là phải làm lại từ đầu, nên là mình cảm thấy rất là vừa vui vừa hồi hộp và rất là hạnh phúc vì được làm cái điều mà đặc biệt. Có một set là giày thấp thôi. Nhưng mà mày mua cái giày đẹp, mày đặt cái giày mà nó lắc. Ủa?
thời buổi khó khăn. Ta nói trợ lý ăn chặn. Sao sao? Vui không? Còn anh muốn chia sẻ gì không? Thôi. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Đi làm nhất luôn đó là chỉ việc ngồi ăn và ngồi chơi thôi, không cần phải khách khe. Khách khe thường buồn, thường thích điều đó. Gì về cái ok. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Ủa, mới vô mà. Tại sao? Tại vì là cả nhà chị đang ho, mà chị cũng rất chẳng cố gắng. Nên là mình hy vọng là mọi thứ nó sẽ thành công và nó nhanh lẹ, nhanh gọn lẹ. Nãy tin dài hả? Trốn gì đó, trốn gì đứng ngoài nhà tính chị dài cùng tập tự bỏ tự. Thì trong những cái ca khúc mà Hương trình bày, mình thích nhất là ca khúc Mâu Thuẫn. Mọi người có mặt từ đây từ 6 giờ sáng là 2 ngày liên tục luôn ấy ạ. À, hôm nay trễ hơn tí, tại vì mọi việc nó chạy suôn sẻ đó, cho nên trong bây giờ chủ yếu là còn hôm qua là 6 giờ sáng. Hầu như là anh thích 6 bài luôn. Sáu bài. Anh thích cả 6 bài, tại vì bài nào mỗi bài đều có một cái đặc thù riêng, một cái chất riêng. Và nhất là Hương thì cái giọng Hương hát như là ma mị như mọi người biết rồi đó, thì cái chất giọng này rất là nghe pháp rất liền luôn. Anh chúc cho Hương là cứ làm sản phẩm là sẽ thành công và đạt được cái sự phổ biến về cái sản phẩm này đến với tay còn khán giả nhiều hơn, yeah. Đến đông đảo khán giả hơn. Ok, cảm ơn anh. Được thật cái anh chia sẻ một tí là dạ. Được tham gia dự án của Hương ấy, lần này thì anh cũng rất là vui. Dạ. Bởi vì là bình thường ấy, ở nhà anh hay đi trên xe, lúc nào anh cũng mở nhạc của Hương. Bởi vì anh cũng rất thích nhạc của Hương. Dạ. Thì lần này là được tham gia cái dự án anh rất là vui. Dạ. Và chúc Hương là
dự án ra thành công và mình cùng đồng hành nhiều dự án nữa trong thời gian tới. Dạ. Dạ. Ok, cảm ơn anh. Hear the whispers, listen close. I know you've never strayed from the fold, but that's how freedom begins. Bended knees and broken bones, a bleeding heart never bleeds alone. I am one of many cries. We are fire from the ashes. Rise up, break the cage, be the light. Quay không được quyền sai, hát không được quyền sai, không một ai được quyền sai bất cứ cái gì hết. Thế nên là cái độ khó nó hơn rất là nhiều. Đúng như mọi người quốc tế khi mà người ta nói câu live season mà đúng nghĩa là người ta rất tôn trọng cái đó, vì là nó thực sự là không có chí chá được. Chị cũng cảm thấy là ví dụ album đầu mình là Thiên Thần Sa Ngã thì tất cả chúng ta luôn, chị luôn nói là ai cũng là một thiên thần đấy. Và khi chúng ta bước xuống cuộc sống này thì có thể là sự đưa đẩy hay gì đó, chúng ta sẽ có những cái điều sai, điều đúng gì đấy, nhưng mà bản chất thì khi chúng ta lọt lòng ra cũng là một thiên thần, và nếu mà có một cái sa ngã nào đấy thì đấy cũng chính là cuộc sống này thôi, như thế. Đừng mà nói thế vì xin lỗi vì đã làm phiền nhá, nhà chúng tôi ra đời chỉ sức tốc. Thank you.
có nhìn hướng luôn, chị Hương thì nhìn em thôi. Đẹp quá.